Cát tinh cao chiếu, vận đáo hanh thông, tuổi Nhâm Thân, sinh năm 1992, nam mạng, bước sang năm Giáp Thìn 2024, ăn nên làm ra, tiền tài như ý, lộc lá đầy nhà. Mây được tử vi hoan hỉ chào đón quý tinh chủ tuổi Nhâm Thân đã quay trở lại với chuyên mục tử vi 12 con giáp. Mến chúc quý tinh chủ luôn mạnh khỏe, giàu có và thành công hơn nữa trong cuộc sống của mình. Mới đây nhất, khi xem lá số tử vi của 12 con giáp, bất ngờ thần đồng tiên tri Ấn Độ đã tiết lộ rằng quý tinh chủ tuổi Nhâm Thân sinh năm 1992, nam mạng, mệnh Thiên Thượng Hỏa là một trong những con giáp cực kỳ là may mắn, vận trình được nhiều các tinh trở mệnh, thần tài, yêu ái, quý nhân tề tiểu, tiền bạc cứ ùn ùn đổ về nhà. Vận trình được nhiều các tinh trợ mệnh, thần tài, yêu ái, quý nhân, tề tiểu, tiền bạc cứ ùn ùn đổ về nhà, làm ăn trúng lớn, trúng số liên tiếp, đổi đời, đại gia, mua nhà, mua đất, mua xe, cuộc sống hàng ngày, dư dả tiền tiêu. Vậy vận trình của quý tinh chủ tuổi Nhâm Thân, nam mạng diễn ra trong năm Giáp Thìn 2024 như thế nào? Làm sao để giải hung hóa cát? Làm sao để nắm bắt được vận may đến với mình? Thì ngay sau đây, xin mời quý tinh chủ cùng theo dõi luận giải nội dung chi tiết. Vâng, kính thưa quý vị, để biết được vận trình của mình trong năm, ta cần xét trên các phương diện như tổng quan, sự nghiệp, tài lộc, tình cảm, sức khỏe, hướng xuất hành, tuổi xông đất và tử vi từng tháng âm lịch trong năm Giáp Thìn 2024. Đầu tiên, tổng quan tử vi năm 2024 cho quý bạn tuổi Nhâm Thân, sinh năm 1992, nam mạng. Bước sang năm Giáp Thìn 2024, tuổi Nhâm Thân, sinh năm 1992, nam mạng là 33 tuổi âm lịch và 32 tuổi dương lịch. Xét về thiên can, địa chi, ngũ hành, cung phi và tứ trụ. Xét về thiên can. Thiên can của người tuổi này là nhâm ngũ hành thủy, gặp năm 2024 có thiên can là giáp ngũ hành mộc, bình hòa. Tử vi tuổi Nhâm Thân 1992 nam mạng 2024 cho thấy đây sẽ là năm có nhiều liên kết hoặc mở mang trong công việc kinh doanh làm ăn. Tuy nhiên kết quả cuối cùng nhận được lại không được như mong muốn. Chính vì thế, đối với dự định đầu tư, phát triển làm ăn năm này quý bạn cần cân nhắc và không nên vội vàng quyết định. Sức khỏe của chủ mệnh cũng cần đề phòng vì không được tốt. Anh em trong nhà chú ý dễ có chuyện bất hòa, ảnh hưởng không tốt tới tình cảm. Xét về địa chi. Luận tử vi nam mạng, sinh năm 1992 năm 2024 cho hay. Địa chi của người tuổi này là thân, gặp địa chi thìn của năm là quan hệ tam hợp. Năm Giáp Thìn công việc của người tuổi thân chủ về hanh thông, suôn sẻ, tiền bạc cũng như sự nghiệp đều được ổn định và bền vững. Đặc biệt với dự định công việc làm ăn tiến hành trong năm đều dễ đưa tới kết quả như mong muốn. Xét ngũ hành địa chi tuổi là kim, gặp năm địa chi ngũ hành thổ, vì thế người tuổi Nhâm Thân dự báo có năm đầu tư tiền bạc cho kinh doanh có kết quả tốt. Xét về ngũ hành. Ngũ hành bản mệnh của người tuổi này là kim, gặp năm 2024 thuộc vào ngũ hành hỏa, nên thể hiện mối quan hệ ngũ hành khắc nhập, xấu. Dự báo công việc của chủ mệnh thuộc hành kim không được tốt, kinh doanh không thuận lợi. Bởi vậy những dự định kinh doanh trong năm Giáp Thìn, người tuổi này cần suy tính kỹ lưỡng. Tình cảm gia đạo cũng không được tốt, sức khỏe có thể bị bệnh tật ốm đau. Xấu nhất trong năm là tháng 8 âm lịch vì ảnh hưởng nhiều tình cảm gia đạo cũng như về tiền bạc. Xét về cung phi. Theo tử vi tuổi Nhâm Thân năm 2024 nam mạng, cung phi của người tuổi này thuộc cấn hành thổ, gặp cung phi thuộc chấn hành mộc của năm 2024 là khí chủ về lục sát. Người tuổi này tình cảm trong năm Giáp Thìn dự báo không hòa thuận, có người phá hoại về công việc làm ăn, kinh doanh, chuyện thị phi dễ đưa tới. Về quan hệ ngũ hành cung phi của năm 2024, gặp ngũ hành cung phi người sinh năm này là khắc nhập, chủ về một năm phải suy nghĩ nhiều chuyện về tiền bạc hay làm ăn kinh doanh. Vận niên năm 2024. Vận niên, mã trúng đao. Mã trúng đao là vận niên xấu, tượng trưng cho hình ảnh ngựa chiến bị thương. Dự báo một năm hao tốt về tiền tài, sự nghiệp lẫn các mối quan hệ. Do đó chủ mệnh nên hết sức cẩn thận, càng về cuối năm hạn sẽ nhẹ gánh hơn. Đánh giá về sự tương quan, can chi, ngũ hành, cung phi và tứ trụ. Có thể thấy, đối với các bạn nam tuổi Nhâm Thân, cần tập trung vào sự nghiệp của mình nên sự nghiệp có những bước tiến vững vàng. Có thể bạn không vươn tới một vị trí lớn lao nào đó, nhưng được nhiều người tin tưởng.
vận trình tài lộc cũng có nhiều dấu hiệu cải thiện. Nếu bạn chịu khó, vất vả hơn mọi người xung quanh, kiên trì với mục tiêu thì ắt sẽ đạt được kết quả như ý. Chuyện tình cảm có điểm sáng nhất định. Sao chiếu mệnh. Trong năm 2024, tuổi Nhâm Thân, Nam Mạng, gặp sao Vân Hớn chiếu mệnh. Sao Vân Hớn chiếu, chủ về bệnh tật, nam nhân quan trường bất lợi. Bản mệnh gặp Vân Hớn tinh chiếu, trở nên bảo thủ và không ưa đổi mới, dễ bị sa vào các vấn đề về giấy tờ, kiện tụng. Lời nói ra khó nghe, nóng nảy, không giữ mồm miệng nên hay xảy ra mâu thuẫn, cãi vã. Vận hạn, hạn thiên la. Khi gặp thiên la, tâm lý gia chủ thường xuyên bất ổn, suy nhược cơ thể hay lo lắng, buồn rầu. Song đó gặp những căn bệnh kỳ quái, dù điều trị nhưng không khỏi. Xét về phương diện sự nghiệp của tuổi Nhâm Thân, Nam Mạng trong năm Giáp Thìn 2024. Đối với các bạn nam tuổi Nhâm Thân, sinh năm 1992, bước sang năm Giáp Thìn 2024, có vận trình công danh, sự nghiệp thăng tiến không ngừng, liên tục có sự thay đổi mở mang theo chiều hướng tốt. Thành công trong sự nghiệp của bạn phụ thuộc rất nhiều vào sự cố gắng của chính bản thân. Các bạn nam tuổi Nhâm Thân gặp được năm Tam Hợp, Thân Tý Thìn phù trợ, bạn có vận quý nhân giúp sức. Người làm công ăn lương giữ vững tinh thần học hỏi và phấn đấu không ngừng, hoàn thành tốt nhiệm vụ của mình. Rất dễ khẳng định năng lực, được cấp trên đề bạt, không ít cơ hội thăng tiến ngay trong tầm tay nên chủ động nắm bắt. Xét về ngũ hành, đây là năm sinh xuất cho nên các bạn nam tuổi Nhâm Thân phải nghiêm túc dồn sức cho công việc thì mới thu được kết quả tốt. Chỉ cần một chút lơ đễnh thì có thể gây ra những sai sót không đáng có trong quá trình làm việc. Trong năm này, đối với các bạn nam tuổi Nhâm Thân cũng cần giữ thái độ cầu thị, hòa nhã nơi công sở. Nên kiềm chế tính cách nóng nảy để tránh gây ra mâu thuẫn với đồng nghiệp. Khi có bất đồng ý kiến xảy ra, tốt nhất bạn nên giải quyết mọi việc bằng phương pháp hòa bình, không gây tổn thương đến hòa khí. Ngoài ra, để nâng cao hiệu suất công việc, các bạn nam tuổi Nhâm Thân cũng không nên để tình cảm cá nhân ảnh hưởng đến tâm trạng. Các hoạt động thể thao, du lịch có thể mang đến cho bạn nhiều năng lượng tích cực và nguồn cảm hứng sáng tạo. Với người kinh doanh, buôn bán hay tự thân làm chủ, công việc làm ăn thuận buồm xuôi gió, dù là phát triển trên nền tảng cũ hay mở rộng kinh doanh cũng đều thu lợi nhuận cao. Có điều, trong năm vẫn có điểm hiềm khích thị phi do tác động của hung tinh thương quan gây ra. Do vậy, với các bạn nam tuổi Nhâm Thân cũng nên thận trọng khi chọn người hợp tác làm ăn cùng, tránh mâu thuẫn gây bất lợi trong công việc. Năm nay cũng khá thích hợp cho những ai có ý định khởi nghiệp, mạnh dạn khai phá những bước đi mạo hiểm, hứa hẹn sẽ có được nhiều trải nghiệm bất ngờ. Bạn có thể cân nhắc đến việc bắt tay vào những mục tiêu lớn lao hơn trong cuộc đời. Xét về phương diện tài lộc của tuổi Nhâm Thân, sinh năm 1992, Nam Mạng, trong năm Giáp Thìn 2024. Bước sang năm Giáp Thìn 2024, đối với các bạn nam tuổi Nhâm Thân, có vận trình tài lộc hanh thông hơn hẳn so với năm 2023. Dấu hiệu dễ thấy nhất là cảm giác kiếm tiền dễ dàng hơn, không còn quá trục trặc, vất vả như trước. Mưu sự dễ thành, dù quá trình làm có thể gặp đôi chút trở ngại, nhưng kết quả cuối cùng vẫn thỏa nguyện, thu về lợi nhuận tốt. Ngoài nguồn thu nhập chính từ công việc hiện tại, các bạn nam tuổi Nhâm Thân cũng có thêm một vài nguồn thu khác như công việc làm thêm, việc đầu tư vào bất động sản, cổ phiếu, trái phiếu, vân vân. Những kênh đầu tư này mang tới nguồn tiền thụ động ổn định, chất lượng cuộc sống vì thế được cải thiện, chi tiêu dư giả hơn trước. Mức độ chi tiêu về tiền bạc trong năm này của các bạn nam tuổi Nhâm Thân cũng không quá nhiều, thu chi cân đối, cho nên bạn tiết kiệm thuận lợi, tích lũy được khoản kha khá, yên tâm cho những kế hoạch dài hơi sắp tới. Về cơ bản đối với các bạn nam tuổi Nhâm Thân, trong năm này, công việc diễn tiến khá suôn sẻ, kéo theo tiền bạc tăng tiến. Tuy nhiên vẫn còn những khó khăn và trở ngại, đòi hỏi bạn phải thực sự nghiêm túc phấn đấu hơn nữa. Đồng thời, trong năm này có vận quý nhân xuất hiện để dẫn đường chỉ lối, cho nên các bạn nam tuổi Nhâm Thân nên biết lắng nghe những quan điểm, kinh nghiệm của đối phương để có thể đúc rút ra những kinh nghiệm, bài học đáng quý cho mình. Đầu năm, các bạn nam tuổi Nhâm Thân nên siêng năng đi chùa, chăm phóng sinh, làm nhiều việc thiện để thành công trong sự nghiệp, phát tài, phát lộc, gia đình thịnh vượng. Xét về phương diện tình cảm của tuổi Nhâm Thân, sinh năm 1992, Nam Mạng, trong năm Giáp Thìn 2024. Về vận trình tình cảm của các bạn nam tuổi Nhâm Thân, trong năm này cũng khá ổn định. Trong năm có vận quý nhân vượng, tình duyên của các bạn nam tuổi Nhâm Thân được hỗ trợ mạnh mẽ, nhất là những bạn đang còn độc thân dễ gặp được người trong mộng, tạo được mối quan hệ cát lành,
bạn không hề có cảm giác cô đơn, lẻ bóng. Tình cảm lứa đôi khá lý tưởng, các cặp đôi trong giai đoạn hẹn hò có thể tính chuyện trăm năm, nên tiến hành vào nửa đầu năm, mọi việc dễ bề suôn sẻ. Các cặp vợ chồng nên chú ý hơn đến những chuyển biến trong mối quan hệ tình cảm, khó tránh mâu thuẫn do bộn bề cuộc sống, nhưng đều không quá nghiêm trọng. Nhưng chỉ cần cả hai bên biết nhường nhịn, yêu thương nhau, chia sẻ và thấu hiểu cho nhau nhiều hơn, mọi chuyện sẽ êm ấm. Trong năm có Hỷ Tín, thêm con thêm cháu hoặc tin vui từ xa đưa tới. Sinh con năm 2024 là điểm cát lợi, đương số có thể cân nhắc. Xét về phương diện sức khỏe của tuổi Nhâm Thân, sinh năm 1992, nam mạng, trong năm Giáp Thìn 2024. Theo tử vi cho thấy, đối với các bạn nam tuổi Nhâm Thân, trong năm Giáp Thìn 2024, về phương diện sức khỏe lại có phần kém hơn so với những năm trước đây. Do bị ảnh hưởng nặng nề bởi các hung tinh, sự tác động của hạn thiên la làm cho sức khỏe của bạn không được tốt, hay bị đau ốm vặt, cơ thể thường xuyên khó chịu, thậm chí mắc các bệnh kỳ quái chữa trị không khỏi. Trong năm có Bạch Hổ hung tinh rình rập, cảnh báo cho các bạn nam tuổi Nhâm Thân cần chú ý việc đi lại, tham gia giao thông, đề phòng họa huyết quang, tai nạn xe cộ hoặc bị vật nhọn đâm phải, gây chảy máu, thương tổn. Ngoài ra, các bạn nam tuổi Nhâm Thân cũng cần chú ý đề phòng các chứng bệnh liên quan đến tim mạch, nhất là vào các tháng 4, tháng 5 và tháng 6 âm lịch. Đồng thời nên hạn chế sử dụng rượu, bia, thuốc lá, những tác nhân khiến những ai đã sẵn bệnh nền ngày càng suy yếu. Để nâng cao sức đề kháng, các bạn nam tuổi Nhâm Thân cũng nên chăm chỉ rèn luyện thể thao và thực hiện chế độ ăn uống, làm việc và nghỉ ngơi khoa học. Ngoài ra, việc giải tỏa tinh thần bằng những suy nghĩ tích cực là điều rất cần thiết. Đặc biệt, thầy Gia Cát khuyên các bạn nam tuổi Nhâm Thân hãy luôn mang theo bên mình pháp khí phong thủy, Minh Quang Pháp Bảo. Đây là vật phẩm phong thủy có tác dụng kỵ tà, hóa sát, đem lại may mắn, bình an và sức khỏe cho gia chủ. Để vật phẩm phát huy tác dụng tốt nhất, thầy Gia Cát sẽ khai quang, trì chú và xem ngày giờ sử dụng vật phẩm theo tuổi của các bạn. Ngày, giờ xuất hành, tuổi Sông Đất tốt cho tuổi Nhâm Thân, sinh năm 1992, nam mạng, trong năm Giáp Thìn 2024. Số của tuổi Nhâm Thân, nam mạng hợp với giờ lẻ, ngày lẻ và tháng lẻ. Bạn cứ thế xuất hành làm ăn, giao dịch, hùn hợp hay phát triển về sự nghiệp sẽ gặp nhiều may mắn, được suôn sẻ, thuận lợi, thu về nhiều thắng lợi to lớn, vạn sự như ý, đại cát đại lợi. Ngày mùng 1 Tết dương lịch, thứ Bảy, ngày mùng 10 tháng 2 năm 2024. Âm lịch là ngày mùng 1 tháng 1 năm 2024, tức ngày Giáp Thìn, tháng Bính Dần, năm Giáp Thìn. Giờ xuất hành tốt cho quý bạn tuổi Ất Mão gồm các khung giờ sau. Giờ Mậu Thìn, từ 7 giờ đến 9 giờ, thuộc Thanh Long. Giờ Kỷ Tỵ, từ 9 giờ đến 11 giờ, thuộc Minh Đường. Giờ Quý Dậu, từ 17 giờ đến 19 giờ, thuộc Bảo Quang. Giờ Ất Hợi, từ 21 giờ đến 23 giờ, thuộc Ngọc Đường. Hướng xuất hành tốt cho quý bạn tuổi Nhâm Thân. Xuất hành theo hướng Đông Bắc để nghênh đón Hỷ Thần, để đón nhiều tin vui, may mắn trong năm. Xuất hành theo hướng Đông Nam để nghênh đón Tài Thần, thần tài ghé thăm để đón nhiều tài lộc trong năm. Ngày mùng 2 Tết dương lịch, Chủ Nhật, ngày 11 tháng 2 năm 2024. Âm lịch là ngày mùng 2 tháng 1 năm 2024, tức ngày Ất Tỵ, tháng Bính Dần, năm Giáp Thìn. Ngày này là ngày sát chủ, không tốt cho việc xuất hành hay khởi cầu về công danh, tài lộc. Nếu xuất hành, áp dụng theo tuổi của quý bạn. Hướng tốt trong ngày, Hỷ Thần hướng Tây Bắc, Tài Thần hướng Đông Nam. Ngày mùng 3 Tết dương lịch, thứ Hai, ngày 12 tháng 1 năm 2024. Âm lịch là ngày mùng 3 tháng 1 năm 2024, tức ngày Bính Ngọ, tháng Bính Dần, năm Giáp Thìn. Ngày này là ngày tam nương sát, xấu, kỵ khai trương, xuất hành, cưới hỏi, sửa chữa hay cất nhà. Nếu xuất hành, áp dụng theo tuổi của quý bạn. Xuất hành theo hướng Tây Nam để nghênh đón Hỷ Thần, để đón nhiều tin vui, may mắn trong năm. Xuất hành theo hướng Chính Đông để nghênh đón Tài Thần, thần tài ghé thăm, để đón nhiều tài lộc trong năm. Tuổi Sông Đất hợp với tuổi Nhâm Thân, sinh năm 1992, nam mạng, trong năm Giáp Thìn 2024. Dựa vào thiên can, địa chi và lựa chọn ngũ hành hợp với tuổi của gia chủ tuổi Nhâm Thân. Điều này nhằm mang tới may mắn, tài lộc cho gia chủ. Người tới Sông Đất cho gia chủ phải là người khỏe mạnh, luôn vui vẻ, hân hoan, đặc biệt họ càng thành công,
thì vía mà bạn nhận được càng nhiều. Cần kiêng những người nhà đang có tang hoặc phụ nữ đang mang bầu để tránh âm khí. Tuổi Sông Đất tốt nhất cho gia chủ tuổi Nhâm Thân, Nam Mạng trong năm Giáp Thìn 2024 gồm các tuổi sau. Tuổi Tân Sửu, sinh năm 2021, Nam Mạng, bản mệnh tương sinh, thiên can bình hòa, địa chi bình hòa, cung mệnh thiên y, niên mệnh tương sinh, rất tốt. Tuổi Canh Tý, sinh năm 2020, Nam, nữ mạng, bản mệnh tương sinh, thiên can bình hòa, địa chi tam hợp, cung mệnh diên niên, niên mệnh tương sinh, rất tốt. Tuổi Nhâm Thìn, sinh năm 2012, Nam Mạng, bản mệnh tương sinh, thiên can bình hòa, địa chi tam hợp, cung mệnh thiên y, niên mệnh tương sinh, rất tốt. Tuổi Giáp Tý, sinh năm 1984, Nam Mạng, bản mệnh bình hòa, thiên can bình hòa, địa chi tam hợp, cung mệnh diên niên, niên mệnh tương sinh, rất tốt. Tuổi Đinh Mùi, sinh năm 1967, Nam Mạng, bản mệnh tương sinh, thiên can tương sinh, địa chi bình hòa, cung mệnh thiên y, niên mệnh tương sinh, rất tốt. Tuổi Nhâm Tuất, sinh năm 1982, nữ mạng, bản mệnh tương sinh, thiên can bình hòa, địa chi bình hòa, cung mệnh thiên y, niên mệnh tương sinh, rất tốt. Tử vi tuổi Nhâm Thân, Nam Mạng năm 2024 có phạm tam tai, hoàng ốc, kim lâu, thái tuế không? Tam tai năm 2024, quý bạn nam tuổi Nhâm Thân sẽ phạm tam tai vào các năm Dần, Mão, Thìn. Năm này là năm Thìn cho nên quý bạn phạm đại kỵ tam tai năm thứ ba. Tuổi Kim Lâu năm 2024, năm này quý bạn phạm Kim Lâu Tử. Nếu làm nhà thì sẽ mang tai họa đến con cái của mình, con cái ốm đau liên miên, khó nuôi dạy. Hạn Hoang Ốc năm 2024, quý bạn tuổi Nhâm Thân, Nam Mạng năm này phạm Hoang Ốc, Lục Hoang Ốc, không nên xây nhà, sửa nhà. Thái Tuế năm 2024, quý bạn nam tuổi Nhâm Thân không phạm hạn thái tuế. Trạch tuổi năm 2024, quý bạn nam tuổi Nhâm Thân năm này phạm trạch quỷ. Trạch quỷ là một trong năm trạch xấu gồm trạch bại, trạch hư, trạch khốc, trạch quỷ, trạch tử. Trạch quỷ là xấu, bởi vậy quý bạn nam tuổi Nhâm Thân sinh năm 1992 không nên mua, xây cất hoặc sửa nhà hoặc làm các việc trọng đại khác vào năm này. Trong năm Giáp Thìn 2024, tuổi Nhâm Thân sinh năm 1992, Nam Mạng, cần đặc biệt chú ý tới hạn Thiên La và sao Vân Hớn chiếu mệnh. Mức độ ảnh hưởng của hạn Thiên La đối với tuổi Nhâm Thân, Nam Mạng. Nhắc đến hạn Thiên La, ông bà xưa có câu thơ sau: Thiên La bệnh ấy quái kỳ, quỷ ma quấy phá tâm thì chẳng an. Người nào gặp phải Thiên La cần đề phòng cảnh chia ly xa cách phu thê, mọi việc cần nhẫn nhịn để gia đạo được bình an, êm ấm và hạnh phúc. Chớ nên vội vàng phán xét vấn đề hay ghen tuông vô cớ, tránh lời qua tiếng lại giữa hai vợ chồng. Không may chuyện nhỏ xé ra to, lục đục ly hôn khó hàn gắn. Song đó cần bình tâm dưỡng tính, tâm trạng hay bất an, lo lắng, buồn rầu. Tình cảm, Thiên La được xem là lưới trời, gặp phải hạn này thường tình cảm các mối quan hệ không được ổn định. Nhất là tình cảm vợ chồng thường xuyên tranh cãi lục đục, ghen tuông vô cớ, lời qua tiếng lại khiến chuyện bé xé ra to. Nếu cả hai người không giữ được bình tĩnh dễ dẫn tới chia ly xa cách, gia đình ly tán. Tâm lý, khi gặp Thiên La, tâm lý gia chủ thường xuyên bất ổn, suy nhược cơ thể hay lo lắng, buồn rầu. Song đó gặp những căn bệnh kỳ quái dù điều trị nhưng không khỏi. Nói cách cụ thể hơn thì bệnh này chủ về tinh thần, các chứng trầm cảm, thường xuyên nóng ruột, thiếu tập trung. Đặc biệt người gặp hạn này thường xuyên mất ngủ về đêm, nếu ngủ thì hay gặp ác mộng. Có 3 điều cần đặc biệt chú ý để vượt qua hạn Thiên La đối với các bạn nam tuổi Nhâm Thân trong năm Giáp Thìn 2024. Hạn Thiên La là hạn chủ về sức khỏe, tình cảm và tâm lý. Để hóa giải niên hạn này, các bạn nam tuổi Nhâm Thân cần quan tâm và dành nhiều thời gian chăm sóc bản thân nhiều hơn. Thứ nhất, sức khỏe. Khi gặp hạn này thì sức khỏe của gia chủ thường xuyên mệt mỏi và đau nhức, những căn bệnh kỳ quái. Mặc dù điều trị, tiêu hao tiền của nhưng vẫn không khỏi. Bởi vậy cách tốt nhất là dành nhiều thời gian nghỉ ngơi, lập chế độ ăn uống hợp lý. Song đó hãy kết hợp với rèn luyện thể dục thể thao. Tránh sử dụng các chất kích thích có hại cho sức khỏe như rượu, bia, thuốc lá. Thứ hai, tình cảm. Các mối quan hệ trong giao tiếp, hãy cẩn thận trong từng hành động và lời nói, tránh vướng vào thị phi tai tiếng. Nhất là tình cảm vợ chồng, hãy dành nhiều thời gian ở cạnh nhau. Quan tâm và chăm sóc nhau, thấu hiểu và chia sẻ niềm vui nỗi buồn trong cuộc sống. Đừng ghen tuông vô cớ, lời qua tiếng lại không may chuyện nhỏ xé ra to.
gia đạo bất hòa, chia ly xa cách, con cái thiếu tình thương của cha hoặc mẹ. Thứ ba, tâm lý. Để cải thiện vấn đề này, khi gia chủ gặp thiên la cần bình tâm và suy nghĩ kỹ càng về mọi việc. Không nên tự lo âu phiền muộn, thay vào đó hãy tìm người tâm sự, chia sẻ niềm vui nỗi buồn trong cuộc sống. Không nên chất đựng quá nhiều ấm ức trong lòng. Điều này khiến tâm trạng ngày càng trầm trọng dẫn đến các bệnh kỳ quái như trầm cảm. Quý bạn nam tuổi Nhâm Thân, trong năm 2024, gặp sao Vân Hớn chiếu mạng. Sự tác động của sao Vân Hớn đối với tuổi Nhâm Thân trong năm 2024. Sao Vân Hớn hay Vân Hán là hung tinh thuộc cửu diệu của niên hạn. Sao này gây ảnh hưởng xấu cho cả nam mệnh và nữ mệnh. Bản mệnh gặp Vân Hớn tinh chiếu mệnh trở nên thủ cựu, bảo thủ và không ưa đổi mới. Vì vậy mà dễ bị sa vào các vấn đề về giấy tờ, kiện tụng. Lời nói ra khó nghe, nóng nảy, không giữ mồm miệng nên hay xảy ra mâu thuẫn, cãi vã. Làm ăn buôn bán đều ở mức trung bình, cần cố gắng nhiều hơn mới đạt được thành tựu. Gia đình bất an, đề phòng thương tật đau ốm. Nam gặp tai tinh, bất lợi. Tuy vậy, sao Vân Hớn vẫn tương đối lành, không gây hại quá nhiều đến công việc, sức khỏe của bản mệnh. Hơn nữa, chỉ cần biết cách đề phòng, hóa giải, tất sẽ tránh được tai ương, mọi sự đều tai qua nạn khỏi. Từ xa xưa người ta đã quan niệm rằng dù gặp sao tốt hay sao xấu thì cũng nên làm lễ hóa giải và nghênh sao. Sao Vân Hớn là một hung tinh nên cần làm lễ giải hạn để tâm lý được vững vàng, có thêm niềm tin trong cuộc sống, mong muốn tránh được rủi ro và gặp nhiều may mắn. Theo các chuyên gia phong thủy, thời gian cúng giải hạn sao Vân Hớn thích hợp nhất là vào lúc sao đăng viên, sao chiếu sáng tròn nhất. Ngày sao Vân Hớn đăng viên hàng tháng rơi vào lúc 9 giờ đến 11 giờ ngày 29 âm lịch và mệnh chủ nên hướng về phía chính nam để làm lễ giải hạn sao. Vận trình từng tháng của tuổi Nhâm Thân, sinh năm 1992, nam mạng, trong năm 2024, được căn cứ theo 24 tiết khí để đánh giá và phân tích. Vận trình tháng 1 âm lịch 2024 đối với tuổi Nhâm Thân, sinh năm 1992, nam mạng. Trong tháng riêng Tân Xuân, với các bạn nam tuổi Nhâm Thân có vận trình tài lộc tương đối tốt. Bạn gặt hái được nhiều tài lộc bất ngờ từ cuộc sống của mình, đặc biệt là trong dịp Tết Nguyên Đán. Nhiều người có thể nhận được phong bao lì xì, quà Tết từ người thân, bạn bè, thậm chí là cấp trên của bạn. Xét về mặt tình cảm cũng lý tưởng, hầu hết những người còn độc thân sẽ tìm được tình yêu cho mình trong dịp Tết này. Vận đào hoa còn giúp cho các cặp đôi thêm tình nồng, ý thắm, cả hai gắn bó khăng khít không rời. Vận trình tháng 2 âm lịch 2024 đối với tuổi Nhâm Thân, sinh năm 1992, nam mạng. Bước sang tháng 2 âm lịch, với sự giúp đỡ của Kim Quỹ, bạn sẽ có cơ hội gặp gỡ một số quan chức và chức sắc xuất sắc để kết bạn, giao lưu trong tháng này. Và sự nghiệp, tài lộc của bạn cũng có thể được cải thiện khi có quý nhân phù trợ. Bạn nên mạnh dạn nắm bắt cơ hội để thể hiện bản thân thật tốt. Tuy nhiên, mặt khác với các bạn nam tuổi Nhâm Thân, cũng nên chú ý lời nói và việc làm của mình, dù may mắn đến mấy cũng không nên lộ liễu quá. Nếu không sẽ bị người khác ghen ghét, đố kỵ vì quá chướng mắt và sẽ gây rắc rối cho chính bản thân mình. Tháng này, các bạn nam tuổi Nhâm Thân nên chú ý an toàn cho bản thân, nhất là khi tham gia giao thông và đi lại, đề cao cảnh giác để tránh tai họa ập đến. Vận trình tháng 3 âm lịch 2024 đối với tuổi Nhâm Thân, sinh năm 1992, nam mạng. Bước sang tháng 3 âm lịch, đối với các bạn nam tuổi Nhâm Thân có vận trình tài lộc khá khả quan. Được thúc đẩy bởi các ngôi sao Cát Tinh, Thanh Long và Thiên Phúc, nhiều người có thể nhận được phần thưởng cao trong tháng này. Trong tháng có tam hợp phù trợ, đặc biệt đối với một số bạn đang hoạt động trong lĩnh vực kinh doanh, buôn bán. Nhờ đạt được công trạng và thành tích tốt mà cuối tháng, bạn có thể được nhận thưởng, tăng lương hoặc được sếp khen ngợi. Vận trình tháng 4 âm lịch 2024 đối với tuổi Nhâm Thân, sinh năm 1992, nam mạng. Vận trình của các bạn nam tuổi Nhâm Thân, do bị ảnh hưởng bởi sự can thiệp của các hung tinh, tinh thần của bạn dễ bị mắc các chứng bệnh như trầm cảm hoặc suy sụp về tinh thần trong tháng. Với một số người có thể chất không tốt thì tinh thần trong tháng này càng tồi tệ hơn. Bạn không có sức lực để tập trung vào công việc, khi làm gì cũng thiếu đi sự tự tin và tích cực. Điều này dễ dẫn đến năng lượng tiêu cực và những điều xui xẻo liên tục đeo bám. Vì vậy, các bạn nam tuổi Nhâm Thân nên điều chỉnh lại bản thân trong tháng này, đừng để những cảm xúc không tốt ảnh hưởng đến vận thế và tài vận của mình. Vận trình tháng 5 âm lịch 2024 đối với tuổi Nhâm Thân, sinh năm 1992, nam mạng. Bước sang tháng 5 âm lịch,
nhân duyên của các bạn nam tuổi Nhâm Thân có thể gặp chút khó khăn. Bị ngũ quỷ và quan phù xâm phạm, một số người có tính tình nóng nảy hơn hẳn sẽ không tránh khỏi cãi vã hay xung đột với mọi người xung quanh vì những chuyện vụn vặt. Thậm chí, chính bạn còn thu hút một số tiểu nhân gây ra cho mình tai họa. Vì vậy, với các bạn nam tuổi Nhâm Thân nên biết kiềm chế tính cách bốc đồng, nóng nảy của mình, chớ nên kiêu ngạo, nếu không sẽ dễ rước họa vào thân. Công việc gặp trở ngại, cho nên tài lộc của bạn bị tổn hao là điều khó tránh khỏi. Vận trình tháng 6 âm lịch 2024 đối với tuổi Nhâm Thân, sinh năm 1992, nam mạng. Đối với các bạn nam tuổi Nhâm Thân, có sự phát triển sự nghiệp tương đối mạnh mẽ trong tháng 6 âm lịch này. Với sự giúp đỡ của các tinh và thái dương, cơ hội làm việc cho những bạn nam tuổi Nhâm Thân trong tháng này đã tăng lên. Đồng thời, hiệu quả công việc cũng được cải thiện, bạn có thể thoải mái hơn với bất cứ việc gì mình làm. Vì vậy, nếu có thể làm việc chăm chỉ hơn trong tháng này, chắc chắn bạn sẽ đạt được những kết quả ngoài sức tưởng tượng của mình. Vận trình tháng 7 âm lịch 2024 đối với tuổi Nhâm Thân, sinh năm 1992, nam mạng. Bước sang tháng 7 âm lịch, các bạn nam tuổi Nhâm Thân có vận trình sức khỏe khá tốt. Dưới sự hộ mệnh của Thiên Mã, Lộc Tồn, thể chất và sức khỏe của bạn rất ổn định, về cơ bản sẽ không có bệnh tật hay cảm lạnh. Không chỉ vậy, các bạn nam tuổi Nhâm Thân sung sức, làm việc gì cũng dễ dàng, công việc có nặng nhọc đến đâu cũng không quá vất vả đối với bạn, điều đó thực sự tốt. Vận trình tháng 8 âm lịch 2024 đối với tuổi Nhâm Thân, sinh năm 1992, nam mạng. Tài vận của các bạn nam tuổi Nhâm Thân trong tháng 8 âm lịch này lại có phần sa sút. Đây là tháng xung của tuổi Bổn mạng, cho nên công việc gặp nhiều trở ngại, có sự hao tán về tiền bạc. Ham muốn tiêu dùng của một số người sẽ tăng lên, bạn thường tiêu dùng một cách phi lý trí trong cuộc sống, bất kể có cần hay không, chỉ cần gặp phải thì sẽ tiếp tục mua những thứ mình thích. Điều này dẫn đến khoản tiền cá nhân bị thâm hụt nghiêm trọng. Bởi vậy, tử vi khuyên các bạn nam tuổi Nhâm Thân nên học cách tiêu dùng hợp lý và không được quá xa hoa, nếu không sẽ gây bất lợi cho tài vận của chính mình. Vận trình tháng 9 âm lịch 2024 đối với tuổi Nhâm Thân, sinh năm 1992, nam mạng. Trong tháng 9 âm lịch năm 2024, các mối quan hệ xã hội của các bạn nam tuổi Nhâm Thân được cải thiện đáng kể. Với sự trợ giúp của sao tướng tinh, hoa cái, sức hấp dẫn với những người khác của bạn rất thịnh vượng, bạn có thể gặp được những người tốt và thiết lập các mối quan hệ hòa hảo, có lợi cho đôi bên. Bởi vậy, đây sẽ là một tháng tốt để cho các bạn tuổi Nhâm Thân phát triển và mở rộng mối quan hệ của mình. Bạn có thể đi ra ngoài, tham gia nhiều hoạt động để gặp gỡ nhiều bạn bè hơn. Với các bạn nam tuổi Nhâm Thân cũng đang phát huy tốt những khả năng mình có tại công ty. Điều này sẽ giúp cho tài lộc không ngừng khởi sắc. Vận trình tháng 10 âm lịch 2024 đối với tuổi Nhâm Thân, sinh năm 1992, nam mạng. Bước sang tháng mới, vận may tổng thể của các bạn nam tuổi Nhâm Thân trong tháng này chỉ đạt mức trung bình, phát triển thường thường. Với bạn, không phải chịu ảnh hưởng bên ngoài tác động quá lớn, lại được thiên phúc trợ mệnh, bảo trợ, cho nên vận trình khá ổn định, về cơ bản sẽ không gặp vấn đề gì lớn. Công việc vẫn đang nằm trong tầm kiểm soát, việc kinh doanh, buôn bán cũng gặp được nhiều may mắn, các hạng mục đầu tư cho thu về kết quả khả quan, tài lộc rủng rỉnh trong tay. Vận trình tháng 11 âm lịch 2024 đối với tuổi Nhâm Thân, sinh năm 1992, nam mạng. Bước sang tháng 11 âm lịch, vận đào hoa của các bạn nam tuổi Nhâm Thân tăng lên rất mạnh. Với sự trợ giúp của các cát tinh, vận tình cảm của bạn phát triển rất tốt trong tháng này, đặc biệt là mối quan hệ giữa bạn và bạn đời của mình sẽ trở nên ngọt ngào, thân thiết hơn nữa. Tam hợp trợ mệnh sẽ giúp cho những người đang yêu có cơ hội thắt nút cho đoạn tình cảm của mình bằng một đám cưới rực rỡ. Ngoài ra, tháng này bạn cần chú ý một chút, có thể xảy ra xung đột lợi ích với bạn bè, người thân, bạn cũng nên biết cách giải quyết hài hòa. Vận trình tháng 12 âm lịch 2024 đối với tuổi Nhâm Thân, sinh năm 1992, nam mạng. Trong tháng cuối năm này đối với các bạn nam tuổi Nhâm Thân sẽ tương đối bận rộn. Thời điểm cuối năm đang đến gần, chắc chắn bạn sẽ trở nên bận rộn hơn, công việc tại cơ quan và cả việc nhà cũng chất đống nhiều hơn. Việc kinh doanh buôn bán thuận lợi, tuy có phần vất vả, nhưng tiền bạc thu vào không ít, tạo động lực cho bạn cố gắng hơn nữa. Nhiều bạn cuối năm sẽ nhận được tiền lương, tiền thưởng hậu hĩnh, cũng giúp cho bạn thoải mái hơn, an tâm hơn khi có tiền trong tay. Nhắc nhở các bạn nam tuổi Nhâm Thân nên chú ý kết hợp giữa làm việc, nghỉ ngơi, thư giãn hợp lý.
Đừng để bản thân quá lao lực mệt mỏi, nếu không phải nghỉ để dưỡng bệnh, dưỡng ốm còn mất thời gian và làm đứt đoạn tiến trình công việc hơn, điều này sẽ ảnh hưởng tới tài vận của bạn cả năm. Vâng, quý vị thân mến, trên đây là những chia sẻ rất tâm huyết đến từ ban biên tập chương trình về tử vi tuổi Nhâm Thân, sinh năm 1992, nam mạng, trong năm Giáp Thìn 2024. Minh Đường tử vi rất mong rằng quý vị sẽ có một năm nhiều may mắn, gặt hái nhiều thành công và làm giàu cho bản thân mình, cho xã hội. Minh Đường tử vi vô cùng cảm ơn quý vị đã quan tâm và theo dõi chi tiết hết video. Mọi ý kiến đóng góp và thông tin cần được tư vấn hỗ trợ, vui lòng comment ở bên dưới và bình luận. Ban biên tập chương trình sẽ tư vấn và giải đáp miễn phí trong thời gian sớm nhất. Mến chúc quý vị luôn mạnh khỏe, hạnh phúc, giàu có và thành công hơn nữa trong cuộc sống của mình. Chương trình đến đây là hết. Xin chào và hẹn gặp lại trong những chương trình lần sau.